Cô bình tĩnh nhá cô nhá. Dạ con chào cô. Cô có thể giới thiệu cô tên gì? Nguyễn Thị Úc. Cô Úc. Cô Úc là quê quán ở đâu đây? Ở xã Bình, ở quốc xã Bình, nghĩa Trần Thị Thời, tỉnh Cà Mau. Dạ, là cô mới từ Cà Mau cô lên đây hả cô? Đi có một giờ là ở ngoài chờ, tôi chờ tới giờ cũng ở ngoài. Dạ. Rồi đợi cái chỗ ủy ban vậy ngoài, nó ngồi đợi cái ông ra đuổi nữa. Sao cô ở ủy ban làm gì? Cô vào đây? Ngồi ăn trước á. Dạ. Cô lên đây cùng với ai? Đi với đứa cháu đi dùng. Vậy là hai cô cháu đi. Hai dì cháu đi từ Cà Mau lên Bình Dương. Hôm nay cô về đây cô nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm con về cho cô đúng không cô? Dạ phải. Giúp giùm đi. Con của cô là Lâm Việt Quốc. 30 tuổi rồi. 30 tuổi hả cô? Con của cô bỏ đi lâu chưa? Đi mà như tháng 10 tháng chạp này gà mà gần tháng chạp mình đó là 2 năm rồi mà 3 4 tháng đầu thì nó có gọi tiền đồ điện rồi về. Và từ đó tới giờ luôn không có liên lạc được mà không có ai chứ không có đi được. Cùng ta chỉ rồi đứa cháu đi giùm. Rồi cho ông má cho nó vài trăm đi xe. Vậy là đi gần 2 năm rồi hả cô? Hả? Đi gần 2 năm rồi. Nhưng nó đi cái Tết này nữa đó là còn nửa tháng nữa đó là 2 năm đó. Nó đi tháng 10 tháng chạp, gần tháng chạp. Hai ba tháng đầu cũng gửi tiền về cho chế. Rồi cũng đang đi về cũng 2-3 triệu giờ trả nợ đâu thì người ta ăn rồi đó. Rồi tới giờ nó không có liên lạc được nữa. Cô được mấy người con đây cô? Có mình ơi, nó là cô ơi. Ông xã cô còn không? Ông thôi rồi ở bên ngoài, nó ngoài nó mất năm 11 năm rồi. Vậy là bây giờ là chỉ còn hai mẹ con? Còn hai mẹ con mà chứ ở một mình chứ đi cũng mình à. Dạ, thương quá. Cô năm nay mấy mươi rồi? 64. Cô là 64 tuổi. Thương quá thương. Khổ lắm mình vậy đâu. Vậy là con đi thời gian đầu là có gửi tiền về cho cô? Bằng đầu hai tháng đầu thì cứ gửi về trả tiền được cho ta ra. Rồi từ đó cho con nhưng mà còn nửa tháng nữa đó là Tết đó. Là 2 năm đó. Tới giờ. Vậy 3 tháng đầu thì có gửi. Vậy là đi gần đến Tết là đi đúng không ạ? À? Đi trước khi Tết đúng không cô? Chưa Tết. Dạ. Nó đi nhưng mà năm cái gì mà lễ 2 đó. 2002 gì đó. Dạ. Năm nay là cuối năm 2024 rồi. Dạ. Sắp cuối năm rồi cô. Nhưng cái năm thì nó đi còn có nửa tháng nữa đó là Tết đó. Tết thì mình tính như tháng 11 mình tính tháng chạp mình đó. Vậy là 3 năm là mình ăn Tết không có con rồi đúng không ạ? Hả? 3 cái mùa xuân là mình ăn Tết đâu có con ở nhà đâu. Hai cái rồi. Như cái Tết này nữa là hai cái Tết để không có nhà, không có nhà. Dạ. Có mình ăn chế rồi từ Tết rồi mới mừng nhờ mày ở vòng vòng mấy cái thương mấy cái chúa này cái khổ chứ mình mới nơi được. Thường quá. Con trai của cô ban đầu đi làm là nói đi làm ở đâu cô? Đi làm công việc gì? Nó đi mẹ ơi nhờ con đi mà cái nghề về nó đi cuốc. Nó đi cuốc cái nó ra mẹ ơi con tới đất năm rồi xin luôn con nói chuyện này con không có về con ở như này con mừng rồi sao con không có về đó đâu. Con ở đất năm. Mừng cái 7 tháng đầu cũng gửi không có gì 2-3 triệu à ít chứ không có nhiều. Mà từ gửi đâu được 3 tháng 4 chứ tháng gì đó là cái đó. Là đi làm công việc gì cô? Bằng đầu thì đi cuốc à, cuốc á. Đi cuốc đất hả cô hay sao? Đi cuốc đất, đi cuốc mướn á, cả cuốc á. Hay là đi làm cái máy cuốc, máy mướn? Máy cuốc đất cái đó, máy mướn cái ở mà đất nông, gốc cây, cây này kia đó. Là con trai cô biết lái máy cuốc hả cô? Nó lái máy cuốc. Lái máy cuốc? Rồi tới giờ luôn đứa rồi hồi một thời gian, hồi chậm mình dịch á, nó có về. Nó về nó làm ở xóm. Ở xóm mà như qua cái mùa mà không có mận nó là ở nhà không có tiền ăn con đi mận. Dạ. Nó đi tới giờ luôn đó mà cậu giúp đỡ. Vậy là trong quá trình là 3-4 tháng đầu là còn liên lạc được, sau đó là mất liên lạc được. Bắt đầu tới giờ luôn không có liên lạc được, không có liên hệ gì được hết trơn. Mà mình nên chứ cũng không biết nữa rồi nhà mấy chị đồ đó rồi nói cái thằng cháu ở xóm rồi nó đi dùng. Khổ.
Ủa, lớn như vậy cũng vậy đó, không có ở trong đó giờ điện chứ đâu có thấy đường mà chỉ điện đâu, không có thấy mắt mờ, không có thấy đường. Cô bị mờ rồi hả cô? Mờ dữ lắm luôn, mắt mờ dữ lắm, quỳnh dữ lắm. Dù bà cắn rồi nó dưới dương. Cô ở dưới quê cô có nhà cửa không? Có nhà, đồ tôn gì đó, cây gì đó. Có nhà. Em nói là chưa có gia đình đúng không cô? Chưa, chưa có. Khổ nha. Vậy là trong quá trình thời gian dài như vậy là cô không có một cái tin tức gì? Không có chứ. Cô không có nghe ngóng được ai nói gì về con của mình hả cô? Không, không có. Bằng đầu thì có người ta nói nó ở Bình Dương. Còn trước khi chưa bệnh dịch thì nó có ở với cái thằng ở gần, ở sớm với thằng đó. Tới sau này đó thì nó bệnh nó mới về, bệnh dịch đó. Dạ. Nó về, nó về cái nó cơ hội đó thì nó chưa có cuốc, chẳng có học học nghề nó cuốc. Dạ. Nó cuốc rồi nó được, cái nó mới về, về cuốc thời gian, cái qua mùa rồi cái hồng hận không có tiền. Rồi nó nói đi, nó đi chảnh đó, hồi nó điện về cái nó đi Đắk Nông. Dạ. Nó đi Đắk Nông rồi nó mừng. Rồi được 2-3, chừng 3 tháng đầu à, thì gửi cũng ít chứ không có nhiều, mấy triệu, giờ 2-3 triệu đồ gì đó, chơi ở nhà đi sống gì đó, rồi đi trả người ta. Rồi cái nó không liên lạc được tới giờ luôn, tiếp hộ. Cô đang sợ điều gì đấy cô? Hả? Cô đang lo sợ điều gì đấy? Chứ không biết, nó đi sợ không biết gì sao nữa. Mà hồi đó thì chỉ nghe chưa tiếng á, thì chỉ nói trời ơi người ta bằng việc nhẹ lương cao vậy đó, đâu mẹ ơi qua cái đó là chết đó, sợ nó nhá dữ lắm. Khổ. Cô phải nói chuyện tâm sự với con trai của cô đi. Cô hả? Gọi con về đi, cô nói chuyện với con của cô đi. Ủa ơi, con ở đâu, con làm lỗi gì con về đi, để có tàu chứ con có chơi bời gì đó, tiếng nợ nặng gì ai đó, con về đi bác ơi. Về đi mẹ nhà mình nào cũng ai chứ, con về đi. Về với mẹ thôi bác ơi. Mình qua có người mẹ rồi chết mẹ không có ai à. Con gái con tranh thủ về với mẹ đi. Lỗi lầm gì mẹ tha cho con. Có lỡ thiếu tiền nữa bạn ta thì cũng mần từ từ trả cho người ta con ơi. Mẹ không có ai chứ, nó sống một mình là con thương mẹ rồi. Con về với mẹ thôi bác ơi, lắm nhiều quá á. Con ở đâu con đi về con ơi. Mẹ tha tội cho con, có tội gì mẹ cũng chăm chế tha cho con. Mẹ bỏ qua hết con về rồi mình từ từ trả người ta con ơi, có lỡ nằm chơi với bài gì đó. Mẹ khổ lắm con ơi, đi về con ơi. Thương quá cô chú anh chị ơi. Bởi vì con của cô đi một cái thời gian rất dài rồi. Đi là dài lắm quá. Gần 2 năm trời rồi. Đã có người thì ta tìm kiếm được cái này chứ không có ai chứ, muốn đi ra nó bệnh cũng đi không có, không có điện đài ai được chứ. Dạ. Cô năm nay 64 tuổi rồi, cô thì cũng tuổi già sức cũng yếu nên mà làm sao mà cô đi tìm bên ngoài được. Giờ cũng nhờ mấy cậu dùng giúp đỡ chứ, giờ chứ đi đâu không biết gì đâu đi. Dạ. Cô... Nhờ có biết cậu đi giúp đỡ được chứ, quá cơ giờ không về đâu. Có làm lỗi chơi bời nợ nần gì nó con về đi, mày tha tội đi cho con. Thì chúng ta về công thuận con trả người ta, từ từ nó mẹ không quýnh rồi đập người gì đâu, lỡ thì về đi con ơi. Về với mẹ quá ơi. Mẹ giờ mình quả không quả ấy chứ, nó con về đi. Cô yên tâm nha, các con sẽ giúp cô nha. Dạ, con chắc chế con ơi. Cô yên tâm nha, cô đừng buồn nha. Nhưng người lại nói này kia, trời tim nó đập cô ơi. Nhưng người có lợi tâm gì không đỡ, nhưng người nói cho mình sợ. Quá trời về con ơi, đâu có con tìm đường về con ơi. Về với mẹ con ơi, có lỗi làm gì không mẹ tha cho con. Có chơi bời thì nói làm về từ từ mừng trả người ta con ơi. Đừng cứ bỏ mẹ, mẹ không có nơi, con không có gì mình chết rồi. Con cố gắng nha, bình tĩnh nha cô nha. Rồi. Khổ quá. Dạ thôi cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện của một người mẹ đi tìm con. Nhưng mà cái thời gian của con trai của cô đi thì nó rất là dài rồi cô chú anh chị. Nên rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị đang xem video này trong cũng như ngoài nước, anh em bệnh viện Nguyễn Thanh Hải rất cần sự giúp đỡ của tất cả các cô chú anh chị. Thì mỗi cô chú anh chị xem có thể chia sẻ
video này lan tỏa để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm kiếm được cái thông tin của con trai của cô nhé. Cô bình tĩnh nha, cô bình tĩnh lại giúp con nha. Cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy em Lâm Việt Quốc 30 tuổi như trong hình ở đâu thì cô chú anh chị gọi điện báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại 0913 78 5858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin xem là tin tức của em Quốc này bây giờ hiện tại ở đâu như thế nào để giúp em Quốc sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Sự việc của cô thì các con đã ghi nhận cô nhá, sẽ giúp cô cũng như gia đình là hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nha cô. Cô bình tĩnh nha. Hôm nay cô về đây, cô nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai. Ở trong này như ngoài mình tìm được không? Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình về không cô? Cô đồng ý không ạ? Đồng ý. Dạ. Giúp chết thì giúp mình ơi, nói với gì chứ chết rồi cậu ơi. Cô bình tĩnh nha, cô phải thật bình tĩnh mới được. Trời ơi, chết mấy người lại còn hiên, người lại nói với cậu ơi, chết ngùng trời ơi. Trời đất ơi, cô mà cô cứ khóc thì con giàu lắm, con nhìn cô gọi thấy xót xa lắm. Nha, cô phải bình tĩnh lại cơ. Cái đâu có tiền đi, cứ mấy cậu, mấy gì gì đó, rồi con gặp với chị em đó. Cái người chú già chồng á, còn chồng bước lên đi xe đi là cô đi xe khách hả? Xe khách đó. Sáng giờ con gì chưa? Sáng cháu mua ổi mì rồi, cháu không có nữa ổi mì không? Cháu nó đi rồi, nó cũng kẹo lắm đó, không có đất ruộng nha, cũng nghèo lắm. Cô ở dưới quê là cô làm công việc gì? Chứ đừng hơi, nó không ngủ gì đó, cho mưa đi không to đó rồi. Chứ để người ta mận, đâu có mận nổi đâu. 64 tuổi rồi mà. Dạ, 4 tuổi rồi. Tóc bạc rồi. Trời ơi, chị yếm như lắm, cậu ở chùa cắn lấy chân rồi. Cậu coi là chứ không có giống đâu. Cắn cô, chân cô bị cái gì? Cô có đẻ rồi. Chân cô bị sao? Bị sao vậy? Bệnh, lỏ xương cái gì đó. Cô uống thuốc men thì điều trị không? Cô có đi bệnh viện không? Mà bảo hiểm, tôi chưa bảo hiểm chứ đi không rồi, đi làm thuốc uống mà không có tiền chết rồi. Trời đất ơi. Duy nhất có một người con mà bây giờ một người con bỏ đi rồi. Cảm chết rồi, giờ nó nhức dữ dội lắm. Nhức lắm hả cô? Còn có cái dòi mai là nói vậy là dưới đâu có làm bộ luôn. Mình ơi, là dòi đây nó đây có cái đi kìa. Mấy cậu không gái nhất chứ gần cha trong nước ngoài. Nhưng mà em trai em thấy được video này, thấy của mẹ em cái tình trạng bây giờ sức khỏe chân cẳng như vậy á, mẹ rất nhớ thương em thì em ở đâu đó em phải sớm quay trở về. Ừ. Nếu tới giờ phút này mà em không còn ở Việt Nam nữa mà em việc nhẹ lưng cao hoặc là vì lý do nào đấy mà em đi nước ngoài thì em cũng phải tìm đủ mọi cách. Trước tiên em phải liên hệ về với gia đình, sau đó em sắp xếp thu xếp để về đoàn tụ với mẹ. Bởi vì hiện nay thì mẹ 64 tuổi, mẹ già. Hôm nay mẹ về đây với một cái tinh thần gọi là rất là buồn, lo lắng, thất thần, mẹ khổ khóc rất nhiều. Nên mong rằng em đang ở đâu đó, em xem được video này, em phải sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Cô bình tĩnh nha, con xin phép chào cô nha. Chúc cô là thuận lộ bình an về quê nhà mình. Và cái điều đặc biệt là một ngày gần nhất sẽ nghe ngóng, sẽ có cái thông tin được con trai của cô nha. Rồi các con giúp cô mà, cô phải bình tĩnh đi nhá. Cô khóc hoài vậy, cô khóc hoài như vậy là hại sức khỏe lắm. Rồi con xin phép chào cô, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.